Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiên nam tín nữ. Đường truyền hôm nay có vấn đề, hôm qua cao nó rụng mà đứt một cái dây wifi, cho nên hôm nay sử dụng wifi hơi xa một chút. Có khi nghe rõ, khi nghe không rõ, quý vị thông cảm. Nếu mà còn được hầu chuyện với quý vị, đó là một phước duyên. Còn nếu mà không nghe được hoặc là trở ngại, đó là một nghịch duyên. Quý vị thông cảm ha. Hôm nay chúng ta sạc trong câu Phật ngôn 74. Và trước khi bước vào sinh hoạt, đối với câu Phật ngôn 74 thì xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt thô ma hê si a răng sa tha ga tu lô cu tam mô sắp ba ga ru hủy chê sa vô lô ca sa sáng tha cha na đầm mắc vô quý đồ hoàn đà ma hành tăng na ra phù cha này giác cân Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tu thành giáo chủ, trí năng vô lượng. Tư đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần, con xin đã lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bô yết tá sa sát thu nô lô ca nô man thá sa mi na ca rô cô sáp bà nhu bút thấp bá tí phù tí sanh nhá tô hoàn đà mô hành tầng đá rắp phù. Cho này giá cân pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng, vẹt mạng vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đệ nhân Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ pháp quang, đáng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sân khô quý xuất thô xu các ta sẽ xa quá cô xích khà xu ca mô quá lá thông mà xích khá cô niền đà bất sân xà đi anh à đá rồ quá rồ hoành đà mà hành tăng đá ra phù. Cho này giác cần tăng bảo tinh văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa theo pháp phàm đang ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tình hát tê yên tê chê, nó sẽ khà mê ê, tu hoa khăn tá xà bí à nú phà quê, nó sẽ hát xà dê. Nó sẽ chạch tu, cầu xin, tâm bảo uy linh, cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ được uy danh, hộ cho con học, đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầya. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi học, đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 74 và câu Phật ngôn 73 cùng một duyên sự. Chúng ta học xong câu này thì chúng ta hiểu được ý nghĩa của hai câu Phật ngôn 73 và 74. Mắt mê quá cá tầng mạnh nhanh tu. Mắt mê quá cá tầng mạnh nhanh tu. Mắt mê quá cá tầng mạnh nhanh tu. Giờ qua câu số 2. Ghi hiếp bắp ba chi tà u phô. Ba chi tà u phô. Ghi hiếp bắp ba chi ta u hồ. Bây giờ ôn hai câu này. Mê quá ca tăng mạnh nhanh tu ghi hiếp bắp ba chi ta u hồ. Má mê quá ca tăng mạnh nhanh tu ghi hiếp bắp ba chi ta u hồ. Ghi hiếp. Chữ ghi hiếp. Đọc là ai? Mắt mê quá ca tăng mạnh nhanh tu ghi hiếp bắp ba chi tà u hồ. Lần nữa. Mắt mê quá ca tăng mạnh nhanh tu ghi hiếp bắp ba chi tà u hồ. Bây giờ qua câu 3, câu 4. Mắt mê quá chi quá xa a su.
ma me wa ti wa sa asu ma me wa ti wa sa asu và câu cuối cùng kích kích chế su kích mi chi kích kích chế su kích mi chi kích kích chế kích mi chi vậy thì câu ba câu bốn ma me wa ti wa sa a su kích cha kích chế su kích mi chi ma me wa ti wa sa a su kích cha kích chế su kích mi chi ma me wa ti wa sa a su kích cha kích chế su kích mi chi và câu năm câu sáu iti ba la sa sang cấp bồ iti ba la sa sang cấp bồ iti ba la sa sang cấp bồ và câu số sáu kicca mano chawat thati kicca mano chawat thati kicca mano chawat thati chúng ta ôn lại câu năm câu sáu iti ba la sa sang cấp bồ kicca mano chawat thati iti ba la sa sang cấp bồ kicca mano chawat thati iti ba la sa sang cấp bồ kicca mano chawat thati bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ma me wa ca tăng man nhàn tu ghi hi bắp ba chi ta u hồ ma me wa ti wa sa a su ki cha ki che su ki mi chi i ti ba la sa sang ca bo i cha ma no cha wa tha ti thở ra dài quá ha. Câu này chúng ta có thể đọc hai hơi ha. Đọc một hơi dễ bị đứt bóng lắm. Ma me wa ca tăng man nhàn tu ghi hi bắp ba chi ta u hồ ma me wa chi wa sa a su ki cha ki che su ki mi chi iti ba la sa sang cấp bồ y cha ma no cha quát tha ti hai hơi thì dễ đọc hơn ha mà thấy khỏe hơn và một hơi thì coi chừng nghe đọc lại ma me quát ca tăng man nhàn tu vi hi bắp ba chi ta u hồ ma me wa ti wa sa a su ki cha ki che su ki mi chi i ti ba la sa sang cấp bồ i cha ma no cha wa tha ti hai người tương đối ổn ha. Đọc lại lần nữa ma me wa ca tăng man nhàn tu ghi bắp ba chi ta u phụ ma me wa ti wa sa a su ki cha ki che su ki mi chi ti ba la sa sang cấp bồ i cha ma no cha wa tha ti. Rồi như vậy có hai cách đọc ha, quý vị muốn đọc sao đọc, đừng có dừng lại nơi đoạn âm. Đừng có dừng nơi đoạn âm mà nghỉ nơi trường âm. Đó là giọng kinh. Bây giờ qua giọng kệ.
dòng kệ sau cầu. Quý vị cố gắng đọc lần hai câu ha. Ma mê wa ca tăng man nhân tu ghi bập ba chi tăng u phụ. Ma mê wa ti wa sao a su kinh cha ki chế su kinh mi chi in cam bu in cha ma no wa wa tha ti tăng man nhân tu ghi bập bắp ba chi tăng u khổ ma mê wa ti wa sa an su kinh cha ki chế su kinh mi chi in ti ba la sa sang cam bu in cha ma no cha quan tha ti. Đọc lại lần nữa ha. Quý vị cố gắng đọc chia ra làm ba, một lần hai câu ha. Ma mê wa ca tăng ma nhân tu vi hi bắp ba chi tăng u phổ ma mê wa ti wa sa wa su kê cha kê chê su kinh mi chi in ti ba lan san sang tam bồn in cha ma no cha quan ta ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy dục và mạng tăng trưởng. Rồi xin mời Sik Meta, Sik Kim, Sik Kim Nhung. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con xin hỏi Ngài. Chữ ghi hí, con nghe Ngài đọc là ghi hí. Mà con thấy thì có dấu quyền chữ hi. Con không biết là ghi hí hay là ghi hi. Dạ, xin Ngài cho con biết chỗ đó. Dạ, ghi hí. Vậy thì sư đọc ghi hí thì con cũng đọc theo là ghi hí. Dạ, con cảm ơn sư. Cảm ơn quý vị cho biết. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 74 ngày hôm nay. Ma mê quá ca tăng manh nhanh tu ghi hi bắp ba chi ta u phô. Ma mê quá ti quá xa át su kích cha kích chê su kít mi chi y ti ba lát sa sang cấp bồ ít cha ma nô cha quát tha ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Má đoạn âm mê, trường âm thông thường, quá cá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, manh trường âm nhấn, nhanh trường âm nhấn, tú đoạn âm, ghi hí hai đoạn âm, bắp trường âm nhấn, bá trí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, ú đoạn âm, phô trường âm thông thường, má đoạn âm, mê trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, tí quá hai đoạn âm, xa trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, kích trường âm nhấn, chê
trường âm thông thường, số đoạn âm, kiết trường âm nhấn. Mí chí hai đoạn âm. Con phân tích tiếp luôn. Ý tí hai đoạn âm. Ba trường âm thông thường, lát trường âm nhấn, xá đoạn âm, xanh cấp hai trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, ít trường âm nhấn, cha ma nô ba trường âm thông thường, chá đoạn âm, quách trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm. Và con đã phân tích xong 6 câu. Con xin đọc lại cả bài. Ma mê quá ca tăng mạnh nhanh tu ghi bắp ba chi ta u phô. Ma mê quá ti quá xa át su kích cha kích chê su kít. Mi chi y ti ba lát xa sẵn cấp bồ ích cha ma nô cha quách tha ti. Ma mê quá ca tăng mạnh nhanh tu ghi bắp ba chi ta u phô. Ma mê quá ti quá xa át su kích cha kích chê su kít. Mi chi y ti ba lát xa sẵn cấp bồ ích cha ma nô cha quách tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Ma mê hoa ca tăng manh nhanh tu vi hi bắp ba chi ta u phô. Ma mê hoa ti quá xa át su kịch cha kịch chế su kịch mi chi. Y ti ba lát xa sang cấp bồ ít cha ma nô cha quách tha ti. Và con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Và con kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị nghe tôi liên tục ha, không có bị cắt quãng phải không? Nghe lớn đủ lớn không? Hay là muốn lớn hơn? Dí hí nữa. Dí hí cười hí. Chắc sư không có đeo mắt kính đâu quý vị ạ. Đó là vô thường mà. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 74. Ma mê quá khát tần mạnh nhằn tu vi hi pháp ba chi tà u phô. Ma mê quà ti quá xà ác su kích chà kích chè su kích mi chi y tí tà lá xa sẵn khắp bồ ích chà mà nồ cháu quấm xa ti. Ma mê quá khát tần ma mê quá khát tần mạnh nhằn tu vi hi pháp ba chi tà u phô. Ma mê quà ti quá xà ác su kích chà kích chè su kích mi chi y tí tà lát sát thành khắp bồ ít già mà nồ cháu quắc tha ti. Ma mê quắc tha tầng mạnh nhằm tu ghi hi pháp pa chi tà u phô. Ma mê quà ti quá xà ác su kích già kích chè su kích ni chi y tí bà lát sát thành khắp bồ ít già mà nồ cháu quắc tha ti. Phân tích 3 câu một lần ha. Phân tích câu số 1, câu số 2, câu số 3. Má đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá cá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, manh nhanh hai trường âm nhắn, tú đoạn âm. Câu số 2, ví hí hai đoạn âm, bắp trường âm nhắn, bá chí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, ú đoạn âm, phô trường âm thông thường. Câu số 3,
Má đoạn âm, nê qua hai trường âm thông thường, tí quá hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, át trường âm ngắn, chú đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5 và 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Má mê quá khá tăng mạnh nhằm tu ghi hi bắp ba chi tà u phô. Má mê quà tí quá xà át su kích chà kích chè su kích mi chi ý tí bà lát xa sành khắp bồ ít chà mà nộ cháu quắc phá tí. Phần tích cầu số 4, số 5 và số 6. Kích trường âm ngắn, chà trường âm thông thường, kích trường âm ngắn, chê trường âm thông thường, sú đoạn âm, kích trường âm ngắn, ní chí hai đoạn âm. Phân tích câu số 5, ý tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, lát trường âm ngắn, xá đoạn âm, sành khắp hai trường âm ngắn, bồ trường âm thông thường. Phân tích câu cúng cụi hai câu cuối cùng, ít trường âm ngắn, cha ma nô ba trường âm thông thường, chá đoạn âm, quách trường âm ngắn, thá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Kích cha kích chè, su kích mi chi y tí bà, lát sa sành khắp bồ, ít cha mà nồ cháu quắp thá tí. Má mê quá khá tăng mạnh nhằm tu ghi hi bắp. Ba chi tà u phô ma mê hòa ti quá xà át su kích chà kích chè su kích ni chi y ti bà lát sa sành khắp bồ ít chà mà nồ cháu quắc phá tí. Ma mê quá khá tầm mạnh nhằm tu ghi hi bắp ba chi tà u phô ma mê hòa ti quá xà át su kích chà kích chè su kích ni chi y ti bà lát sa sành khắp bồ và mà nồ cháu quắp thá tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của kinh Pháp Cú câu 74. Sau đây là ca kệ. Mà mê quá khá tăng manh nhanh tù vì hi bắp ba chi ta u bồ mà mê qua ti qua sa a su kích cha kích chê su kích mi chi y ti ba lạc sa san tháp bồ ít cha ma no cha quắp tha ti mà mê qua khá tăng manh nhánh tù vì hi bắp ba chi ta u bồ ma mê qua ti qua sa a su kịch cha kịch chế su kịch ni chi y ti ba la sa san tháp bộ kịch cha ma no cha quạt tha ti hết. Xong, làm xong bốn bản rồi. Trời ơi, bữa nay không ai thấy cho bông hoa gì hết. Một em, hai em, hai người phe ta cho bông hoa, đồ ăn đầy đủ, nước ngọt nữa và hoàn thành nữa. Chắc sư đi lo vấn đề dây nhợ wifi rồi ở ngoài rồi, không có coi đâu quý vị à. Thật là cái chữ là dí hi đó chứ không phải dí hí đâu. Cám quý vị thấy tôi có đọc sai gì không, quý vị cho biết nha. Cám ơn tâm hạnh cũng phốt là dí hi nè chứ không phải dí hí đâu. Nhưng mà đọc thì không biết sư có nghe không. Sư mất đi lo sửa cái wifi rồi, cái internet rồi. Thôi cảm ơn quý vị đã cho bông hoa đủ thứ hết. Mời Hồng Thị Kim Nhung nha. Và chúc quý vị có một ngày an vui. Trả máy lên. Dạ alo alo ạ. Dạ khỏe bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Hoàng Thành cho biết tín hiệu nghe rõ. Xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin đọc câu kệ ngôn số 74 ạ. Ma mê quá ca tăng mạnh nhằn tu ghi hì bắp ba chi tà u phổ ma mê quả ti quá xà a su kích
chích để su ki smit chi iti bà la sa sằng cấp bồ ích chà mà nồ cha quát thất tị ma mê qua ca tằng mạnh nhàn tu ghi hì bắp ba chi tà u phổ ma mê hòa xa su kích trà kích chề su ki ni ti ba sa sằng cấp bồ ích mà cha quát thất tị. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích ạ. Câu 1 và câu 2. Má là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá cá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, manh, nhan là hai trường âm nhấn, tú là đoạn âm, gí là đoạn âm, hi là trường âm thường, bắp là trường âm nhấn, bá, trí là hai đoạn là trường âm thông thường, âm phô là trường âm thông thường. Ma mê qua các tầng mạnh nhàn tu ghi hì bắp ba chi tà u phổ. Câu 3 và câu 4. Má là đoạn âm, mê, qua là hai trường âm thông thường, tí, quá là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, as là trường âm nhấn, xú là đoạn âm, kích là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, kích là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kis là trường âm nhấn, mí trí là hai đoạn âm. Ma mê hòa ti hoa xà a su kích trà kích chê su kis mi chí. Câu 5 và câu 6. Ý tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, las là trường âm nhấn, xá cáp là hai trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, ích là trường âm nhấn, cha ma nô là ba trường âm thông thường, chá là đoạn âm, quát là trường thí là hai đoạn âm. Iti bà la sa sằng cáp bồ ích chà mà nô cha quát tha tị. Con xin lỗi. Ma mê qua các tầng mạnh nhàn tu ghi hì bắp ba chi tà u phổ ma mê hòa ti hoa xà a su ki chà kích chê su ki ni chi y ti bà la sa sắc bồ chà nổ cha hoa tha ti. Con xin kệ ạ. Ma mê qua ca tầng mạnh nhàn tu ghi hì bắp ba chi tà mê qua ti qua sa a su kích chơ kích chê su kích mi chi y ti ba la sa sang ka po ích cha ma no cha wat tha ti. Ma mê qua ca tăng manh nhân tu ghi pa pa chi ta u pho ma mê qua ti qua sa sa a su cha kích chê su kích mi chi y ti ba lát sa sang ka po ích cha ma no cha wan tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tưởng là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ cảm ơn đạo tràng. Xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ con xin kính cảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 74. Ma mê qua ca tăng manh nhanh tu ghi hi pa pa chi ta u phô ma mê wa ti wa sa at su kích cha kích chê su kích mi chi y ti ba lát sa sang cáp bồ ích cha ma nô cha wat tha ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Má đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá cá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, manh nhan hai trường âm nhấn, tú ghi trí ba đoạn âm, bác
trường âm nhấn, tá, chí, hai đoạn âm, ta, trường âm thông thường, ú, đoạn âm, phô, trường âm thông thường. Ma mê quá ca tăng manh nhàn tu ki hi tát tát chi ta ú phô. Con xin phân tích câu 3, câu 4, câu 5, câu 6. Ma, trường âm má, đoạn âm, mê qua, hai trường âm thông thường, tí quá, hai đoạn âm, sa, trường âm thông thường, át, trường âm nhấn, xú, đoạn âm, kích, trường âm nhấn, cha, trường âm thông thường, kích, trường âm nhấn, chê, trường âm thông thường, xú, đoạn âm, kích, trường âm nhấn, mí, chí, ý, tí, bốn đoạn âm, ba, trường âm thông thường, lát, trường âm nhấn, xá, đoạn âm, xăng, hai trường âm nhấn, ô, trường âm thông thường, ít, trường âm nhấn, cha, ma, nô, ba trường âm thông thường, chá, đoạn âm, quát, trường âm nhấn, thá, tí, hai đoạn âm. Ma mê wa ti wa sa ak su kích cha kích chê su kích mi chi y ti ba lát sa sang kap o ích cha ma no cha wap tha ti. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 74. Ma mê wa ka tang manh nhàn tu vi hi pa pa chi ta u phô. Ma mê wa ti wa sa ak su kích cha kích chê su kích mi chi y ti ba lát sa sang kap o ích cha ma no cha wat tha ti. Ma mê wa ka ha tăng manh nhàn tu hi hi pa pa ha chi ta ha u phô. Ma mê wa ti hi wa sa a su kích cha kích chê su kích mi chi ý ti ba lát sa sang cặp bồ ích cha ma nô cha quán tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạn tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 74. Ma mê wa ka tăng manh nhàn tu vi pa pa chi ta u phô. Ma mê wa ti wa sa as su kích cha kích chê su kích ni chi y ti ba la sa sang kap vô ích cha ma no cha wa tha ti. Ma mê wa ka tăng manh nhàn tu vi hi pa pa chi ta u phô. Ma mê wa ti wa sa as su kích cha kích chê su kích ni chi y ti ba la sa sang kap vô ích cha ma no cha wa tha ti. Dạ, xin phân tích câu 1 và câu 2. Má là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá, cá, hai đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, manh, manh, hai trường âm nhấn, tú, đoạn âm, ghi, đoạn âm, hi, trường âm thông thường, tắp, trường âm nhấn, bá, chí, hai đoạn âm, ta, trường âm thông thường, ú, đoạn âm, phô, trường âm thông thường. Ma mê quá cách tăng mạnh nhàn tu vi hi pháp pa chi ta u phô. Xin phân tích câu 3 và câu 4. Má đoạn âm, mê qua hai trường âm thông thường, tí quá hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, as trường âm nhấn, xú đoạn âm, kích trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, kích trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, xú đoạn âm, kích trường âm nhấn, mí chí hai đoạn âm. Ma mê wa ti wa sa as su kích cha kích
Jesukismichi. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. Ý tí hai đoạn âm, 3 trường âm thông thường, last trường âm nhấn, xá đoạn âm, sang cắt hai trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, ít trường âm nhấn, cha, ma, no, ba trường âm thông thường, chá đoạn âm, quát trường âm nhấn, thá, tí hai đoạn âm, ý tí ba la sa sang cắt vô ít cha ma no cha quát tha tí. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 74. Ma me wa ka tang man nyam tu vi hi pa pa chi ta u pho ma me wa ti wa sa as su kit cha kit che su kis mi chi ti ba la sa sang kap po ik cha ma no cha wa tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, xin đọc kệ. Ma mê hoa ca tăng manh nhan tu vi hi pa pa chi ta u pho ma mê hoa ti hoa sa su kích cha kích chê su kích mi chi ý tí ba la sa sang cáp bố ý cha ma no cha văn tha tì ma mê hoa ca tăng manh nhan tu ni hi pa pa chi ta u pho ma mê hoa tí hoa sa a su kích cha kích chê su kích mi chi ý tí ba la sa sang cáp bố Chamano Chawanthati. Dạ, con đã đọc và phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Xin cảm ơn mọi người. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ, con kính tâm lãnh một chú đức chị Tâm Đức Tăng, con kính lại các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Ma me wa cát tăng man nhàn tu di hi chi hi bát bát chi ta upo ma me wa ti wa sa asu kích cha kích che su kích ni chi iti ba la sa sang cấp bộ y cha ma no cha wat tha ti ma me wa ka tang man nhan tu chi hi bat ba pat chi ta upo ma me wa ti wa sa asu kich cha kich che su kich mi chi i ti ba la sa sang kap bo y cha ma no cha wat tha ti. Dạ, con xin phân tích. Má đoạn âm, mê đoạn âm thông thường, quá đoạn âm, quá cá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng ngâm, manh nhanh hai trường âm nhấn, tú đoạn âm trí đoạn âm hi trường âm thông thường, bắp trường âm nhấn bắp bá bắp trường âm nhấn bá đoạn âm trí đoạn âm ta trường âm thông thường, ú đoạn âm phô trường âm thông thường, má đoạn âm mê trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, tí quá hai đoạn âm, xa trường âm thông thường, as trường âm nhấn, xú đoạn âm. Ma mê quá cách tăng mình nhằm tu chi hì bắt bắt chi ta upo ma mê hoa ti hoa xa a su kích trường âm nhấn cha trường âm thông thường, kích trường âm nhấn chê trường âm thông thường, su đoạn âm kích trường âm nhấn kích trường âm nhấn mít mí trí hai đoạn âm, ý tí hai đoạn âm, ba
trường âm thông thường, lash trường âm nhấn, xá đoạn âm, san trường âm nhấn, cấp trường âm nhấn, phố bô trường âm thông thường, ích trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, ma trường âm thông, ma no hay trường âm thông thường, chá đoạn âm, quách trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm, kích cha kích chê su kích ni chi y tí bà la sa sang cấp bộ y cha ma no cha quách thá tí. Nhà con xin đọc lại. Ma mê wa cát tăng man nhàn tu chi hi bắp ba chi ta upo ma mê wa ti wa sa a su kích cha kích chê su kích mi chi y ti ba la sa sang cát bồ y cha ma no cha wa tha ti. Con hơi đọc bắp, con xin đọc lại. Ma mê wa cát tăng man nhàn tu chi hi bắp ba chi ta upo ma mê wa ti wa sa a su kích cha kích chê su kích mi chi y ti ba la sa sang cấp bộ y cha ma no cha vách tha tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Bản dịch qua Thượng Thích Minh Châu, con xin cầu. Ma mê wa ca tăng mạnh nhanh tự chỉ hi bắp ba chi ta úp bồ ma mê wa ti wa sa a su kịch cha kịch chế su kịch ni chi y ti ba lan sa sang cấp bồ ích cha mano cha vát tha ti. Nhà con đã đọc xong, con có sai cho nhà trong tính sửa. Nhờ ngài tính sửa cho con á, là con xin trao mít. Dạ, con kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 74 ạ. Ma mê wa ca tăng manh nhàn tu ghi hi pháp pa chi ta u phô ma mê wa ti wa sa a su kích cha kích chê su kích mi chi y ti ba la sa san cáp bồ ích cha ma no cha quát tha ti. Ma mê wa ca tăng manh nhàn tu ghi hi pháp pa chi ta u phô ma mê wa ti wa sa a su kích cha kích chê su kích mi chi y ti ba. Con xin sám hối. Kích cha kích chê su kích mi chi y ti ba la sa san cáp bồ ích cha ma no cha quát tháp ti. Con xin đọc lại. Ma mê quá ca tăng mạnh nhàn tu ghi hi bắp ba chi ta u phô ma mê quá ti sa a su kích cha ca kích chê su kích mi chi y ti ba la sa san cáp bồ ích cha ma no cha quát tha ti. Con xin phân tích.
Hai ạ. Má mê quá ca tăng mạnh nhằn tu ghi hì bắp ba chi ta u phụ. Má là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thường quá cá là hai đoạn âm, yeah. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Kính chào Đạo Tràng. Sau đây con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú số 74. Dạ cô Hoàng Thanh đọc nó âm nó bị hình như bị rớt mạng hay sao á, nó giật á. Má mê quá ca tăng man nhát tu ghi hì bát bát chi tà u phô má mê và ti quá xà a su kít chà kít chê su kít mít chi y tí bà la sa sẵn cáp bồ y chà mà nô chá quá tha tí. Má là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, vá là vá cá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, man là trường âm nhấn, man nhanh là hai trường âm nhấn, tú là đoạn âm. Câu số 2. Gí là đoạn âm, hi là trường âm thông thường, báp là trường âm nhấn, bá, chí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ú là đoạn âm, phô là trường âm thông thường. Câu số 3. Má là đoạn âm, mê, va là hai trường âm thông thường, tí vá là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, xú là đoạn âm. Câu số 4. Kít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, kít là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kít là trường âm nhấn, mí chí là hai đoạn âm. Câu số 5. Ý tí là hai trường âm nhấn. Ý tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cáp là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường. Câu số 6. Ít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông, cha, ma, nô là ba trường âm thông thường, chá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, thá, tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại hết bài. Ma mê quá ca tăng màn nhàn tu ghi hì bát ba chi tà u phô ma mê và tiêu vá xà a su kít chà kít chè su kít mít chi y tí bà la sa sẵn cáp bồ y chà mà nồ chá quá tha tí. Ma mê quá ca tăng mà ma mê quá ca tăng màn nhàn tu ghi hì bát ba chi tà u phô ma mê và tí vá xà a su kít chà kít chè su kít mít chí tí bà lá sa sằng cáp bồ ít chà mà nồ chá quá tha tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta
Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vì con xin kệ. Ma mê va ca tăng ma nhan tu ghi hi ba ba chi ta u phô. Ma mê va ti va sa a su ki cha ki chế su kin mi chi. I ti ba lan sa sang ka bo i cham ma no cha va tha ti. Dạ con đã đọc kệ phân tích xong, con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin mời vị tiếp theo ạ. Con xin xuống bích ạ. Dạ con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô Tu Nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn sư Kim Nhung, sư Thiên Vũ, sư Hồng Mai. Cảm ơn Giang Nhật Hà đã cho biết âm thanh rõ. Và con xin đọc và phân tích câu pháp cú hôm nay là câu 74. Và con cảm ơn cô Phúc Hạnh. Ma mê wa ca tăng man nhang tu ghi bắp ba chi ta u thô ma mê wa ti sa ti wa sa a su ki cha ki che su ki ni chi i ti ba la sa sang kap po i cha ma no cha wa tha ti. Ma mê wa ca tăng man nhang tu ghi gấp ma mê wa ca tăng man nhang tu ghi hi bắp ba chi ta u thô ma mê wa ti wa sa as su ki cha ki che su ki mi chi i ti ba la sa sang kap po i cha ma no cha wa tha ti. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Má là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, man năng là hai trường âm nhấn, tú là đoạn âm. Và câu số 2, dí là đoạn âm, hi là trường âm thông thường, bắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ú là đoạn âm và thô là trường âm thông thường. Ma mê wa ca tăng man nhang tu vi ba bắp ba chi ta u thô. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Má là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, hoa là trường âm thông thường, tí quá là hai đoạn âm, xa là trường âm thông thường, as là trường âm nhấn, xú là đoạn âm. Và câu số 4, kích là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, kích là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, xuống là đoạn âm, kích là trường âm nhấn, mí chí là hai đoạn âm. Ma mê wa ti wa sa a su kích cha kích chê su kích mí chí. Và con phân tích câu số 5 và câu số 6. Ý tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, cấp là trường âm nhấn và bô là trường âm thông thường. Câu số 6, x là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, ma no hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, quắc là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm. Iti ba la sa sang cấp bô x cha ma no cha quắc thá tí. Ma mê wa ca tăng man nhang tu ghi bắp ba chi ta u thô ma mê wa ti wa sa át su kích cha kích chê su kích mi chi ti ba la sa sang cấp bồ ích cha ma no cha wak tha ti.
ma mê wa ca tăng man nhân tu ghi hi bắp ba chi ta u thô ma mê wa ti wa sa as su ki cha ki che su ki smi chi i ti ba la sa sang cấp po i cha ma no cha wa tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể câu thứ số 74. Mà mê hoa ca tăng mạnh năng tu ghi hê bắp ba chỉ tả u thô mà mê hoa ti hoa xa an su kinh cha kinh chê su kinh mi chi y ti ba lan sa sang cấp bô ích cha ma nô cha quảng tha ti mà mê hoa ca thằng mình năn tu ghi bắp ba chỉ tả u thô mà mê hoa ti hoa xa an su kinh cha kinh chê su kinh ni chi ích ti ba lan sa sang cấp bô ích cha ma nô cha quang tha ti. Dạ, con đã đọc và con phân tích xong. Con có sai, mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại dùm con. Dạ, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, bây giờ tôi xin mời bằng tay của Christina. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư với bà quý cô sư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cuối số 74. Ma mê wa ca tăng man nhân tu ghi hi bắp pa chi ta u po ma mê wa ti wa sa a su ki cha ki che su ki mi chi i ti pa lan sa sang ka po in cha ma nu cha wan tha ti. Con xin phân tích câu 1 và 2. Ma đoạn mê trường âm thông thường quá đoạn âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, manh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, xin lỗi, manh trường âm nhấn, nanh, nhanh trường âm nhấn, tú đoạn âm, gí đoạn âm, hi trường âm thông thường, bắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, trí đoạn âm, ta trường âm thông thường, ú đoạn âm, phô trường âm thông thường. Ma mê quá cát tăng manh nhanh tu ký hì bắp bát chí ta ú phô. Câu 3 và 4. Ma mê quá tí quá xa ác kít chà kít chê su kít mít chí. Má đoạn âm, mê trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, tí đoạn âm, quá đoạn âm, xa trường âm thông thường, s trường âm nhấn, xú đoạn âm, kít trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, kít trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, xú đoạn âm, kít trường âm nhấn, mí chí hai đoạn âm. Ma mê hoa tí hoa xa s xú kít cha kít chê xú kít mí chí. Câu 5 và 6. Iti pa lassa sankappo iccha manu cawatthati. Iti hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, lass trường âm nhấn, xá đoạn âm, san trường âm nhấn, cap trường âm nhấn, po trường âm thông thường, icch trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, ma trường âm thông thường, no trường âm thông thường, chá đoạn âm, wat trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm. Ma mê quá cát tăng manh nhanh tu ký
hi bap bachita upo ma me wa ti wa sa asu kicha kiche su kismi chi iti pa lan sa sangkapo icha manu cha wan thati ma me wa katang man nhan tu ghi hi bap bachita upo ma me wa ti wa sa asu kicha kiche su kis mi chi iti pa lan sa sangkapo icha manu cha wan thati. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma mê wa ca ta tăng man nhân tu vi hi pam pa chi ta u phô ma mê wa ti wa sa an su kin cha kin che su kin mi chi i ti pa lan sa sang kap po i cha ma nu cha wan tha ti ma mê wa ca tăng man nhân tu di hi pam pa chi ta u phô ma mê wa ti wa sa an su kim cha kim che su kim min chi i ti pa lan sa sang kap po im cha ma nu cha wan tha ti. Dạ thưa con, đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc lại vì cái máy của con không hiểu sao ạ. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 74 ạ. Ma quê ma me wa ka tang man nhan tu ghi hi pap ba chi ta u pho ma me wa ti wa sa a su ki cha ki che su ki mi chi i ti ba la sa san ka po i cha ma no cha wat tha ti ma me wa ka tang man nhan tu ghi hi pap ba chi ta u pho ma me wa ti wa sa asu kicca kicce su kis mi chi iti ba la sa san kapo icca mano cha wat tha ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Ma me wa ka tang man nhan tu ghi hi bap pa chi ta u pho. Má là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá cá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, manh nhăn là hai trường âm nhấn, tú là đoạn âm ạ. Gí là đoạn âm, hi là trường âm thông thường, bắp là trường âm nhấn, bá chí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ú là đoạn âm, phô là trường âm thông thường ạ. Ma me wa ka tang man nhan tu ghi hi bap pa chi ta u pho. Con xin phân tích câu 3, câu 4 ạ. Ma me wa ti wa sa a su ki cha ki che su ki mi chi. Má là đoạn âm, mê wa là hai trường âm thông thường, tí quá là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, as là trường âm nhấn, su là đoạn âm ạ. Kích là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, kích là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, số là đoạn âm, kiss là trường âm nhấn, mí chí là hai đoạn âm ạ. Ma me wa ti wa sa a su kích cha kích chê su kiss mí chí. Câu 5 và câu 6 ạ. I ti ba la sa san kap po ích cha ma no cha wat. Tí. Ý tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, las là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, san cap là hai trường âm nhấn, po là trường âm thông thường, x là trường âm nhấn, cha ma no là ba trường âm thông thường, chá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, chá tí.
là mặt. Ê quá ca tăng nhàn tu ghi hi bắp ba chi ta u phô. Ma mê quà ti quà xà á su kích chà kích chê su kích mi chi y ti bà la sa san cáp bồ ích chà ma nô chà quát tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạn tăng trưởng, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể. Ma quê, ma mê qua cá tăng mệnh nhân tù ghi pa pa chi ta u phô. Ma mê qua tí qua sa an so kích cha kích chê su kích mi chi. Y tí ba lan sa san khắp po ích cha ma no cha quát tha tí. Dạ con đã đọc và kệ xong, con có sai con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con xin xuống mic, con xin mời kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 74 ngày hôm nay ạ. Ma mê quá ca tăng man nhàn tu ghi hi pop Patita ufo mame wa tiwasa asukicha kitche sukis michi iti balasa sangkapo itcha mano chawatati mame wakatang manyan tukihi papatita ufo mame wa tiwasa asukicha kitche sukis michi iti balasa sangkapo itcha cha mano cha wat thati. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ma me wakatang man nhan tu gihi bappachita upo. Má là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá cá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, man nhanh là hai trường âm nhấn, tú là đoạn âm, gí hí là hai đoạn âm, bắp là trường âm nhấn, bá chi là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ú là đoạn âm, hô là trường âm thông thường. Ma mê quá ca tăng mạnh nhành tu ghi hi bắp ta ú hô. Và câu số 3 và câu số 4. Mê quà tiêu quá xà á su kít chà kít chê su kít mi chi. Má là đoạn âm, mê quà là hai trường âm thông thường, tí quá là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, as là trường âm nhấn, xú là đoạn âm, kích là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, kích là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kích là trường âm nhấn, mí chí là hai đoạn âm. Ma mê hòa tiêu quá xà as su kích cha kích chê su kích mi chí. Và câu số 5 và câu số 6. Iti bà lát sa sang cấp bồ ít cha mà nổ cháu quát tha tí. Ý tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, cấp là trường âm nhấn, bồ là trường âm thông thường, ít là trường âm nhấn, cha, ma, nô là ba trường âm thông thường, chá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm. Iti bà lát sa sang cấp bồ ít cha mà nô cha quát thá tí. Dạ con xin đọc lại ạ. Ma mê ca tăng mạnh nhàn tu ghi hi pap pa chi ta u phô. Ma mê hòa ti quá xà á su kít cha kít chê su kít mi chi iti bà lát sa sang cấp bồ ít cha ma nô cha quát tha tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạn tăng trưởng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Ma me wa ka tang man nhan tu gi hi bap ba chi ta u po. Ma me wa ti wa sa su kin cha kit che su kin mi chi. Iti ba la sa sang kap bo in cha ma no cha wat tha ti. Mamme waka tang man nhan tu ghi bap ba chi ta u po. Mamme wa ti wa sa su kin cha kit che su kis mi chi. Iti ba la sa sang kap bo in cha ma no cha wat tha ti. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin mời chiếc lá mùa xuân ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tiên nữ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú số 74. Ma mê quá ca tăng man nhành tu vi hi bác bác chi tà. Mê và ti quá xa á su kích chà kích chê su chi ti ti bà lá sắc sẵn cáp bồ ít chà mà nộ cháu quát tha tí. Má mê quá cá tăng mạnh nhành tu vi hi bác bác chi tà ú phồ. Má là đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá cá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mạnh trường âm nhấn, nhanh trường âm nhấn, tú gí hí là ba đoạn âm, tấp là trường âm nhấn, bá chí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, ú đoạn âm, phô trường âm thông thường. Má đoạn âm mê trường âm mê qua hai trường âm thông thường, tí quá hai trường âm hai đoạn âm, xa trường âm thông thường, as trường âm nhấn, xú đoạn âm, kích trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, kích trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, xú đoạn âm, kích trường âm nhấn, mí chí ý tí là bốn đoạn âm, ba trường âm thông thường, last trường âm nhấn, xá đoạn âm, xăng trường âm nhấn, cáp trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, ít trường âm nhấn, cha ma nô ba trường âm thông thường, chá đoạn âm, quát trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu ba, câu 74. Ma mê quá ca tăng man nhanh tu vi hi bắp ba chi ta u phô. Ma mê quà ti quá xa á su kích cha kích chê su kích mi chi y ti bà lá sáu sang cáp bồ ít cha ma nô cha quát tha tí. Ma mê quá ca tăng man nhanh tu vi hi bắp ba chi ta u phô. Ma mê quà ti quá xa á su kích chà kích chê su kích mi chi y tí bà lá xá sẵn cáp bồ ít chà mà nô chá quát tha tí. Má mê quá ca tăng mạnh nhanh tu ghi hi bắp bá chi tà u phô. Má mê quà tí quá xà á su kích chà kích chê su kích mi chi y tí bà lá xá sẵn cáp bồ ít chà mà nô chá quát tha tí. Mong cả hai tăng tộc nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin mời đạo tràng. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con xin chào tất cả toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú 74 ạ. Dạ.
ma mê quá ca tăng mạnh nhận tu ghi mi áp ba chi ta u phô ma mê quá ti quá xa a su kích cha kích chê su kích mi chi y ti pa la sa san kap po ích cha ma no cha wa tha ti ma mê quá ca tăng mạnh tu ghi hi pa pa chi ta u phô ma mê quá ti quá xa a su chi ca kích chê su kích mi chi ít ti ba la sa sang kap po ích cha ma no cha wa tha ti. Dạ con xin được phân tích câu 1, câu 2 ạ. Má là đoạn âm, mê quá là hai, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, tăng này là trường âm nhấn. Manh là trường âm nhấn. Nhanh là trường âm nhấn. Dạ con xin được phân tích lại câu 1 ạ. Má là đoạn âm. Mê là trường âm thông thường. Quá là đoạn âm. Cá là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Manh là trường âm nhấn. Nhanh là trường âm nhấn. Tú là đoạn âm. Ví là đoạn âm. Hi là trường âm thông thường. Báp là trường âm nhấn. Bá là đoạn âm. Chí là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Ú là đoạn âm. Phô là trường âm thông thường. Má là đoạn âm. Mê là trường âm thông thường. Qua là trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Quá là đoạn âm. Xa là trường âm thông thường. Ác là trường âm nhấn. Xú là đoạn âm. Kích là trường âm nhấn. Cha là trường âm thông thường. Kích là trường âm nhấn. Chê là trường âm thông thường. Xú là đoạn âm. Kích là trường âm nhấn. Mí là đoạn âm. Chí là đoạn âm. Dạ con phân tích câu số 5 và số 6. Ý là đoạn âm. Tí là đoạn âm. Ba là trường âm thông thường. Lát là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Xanh là trường âm nhấn. Cáp là trường âm nhấn. Phô là trường âm thông thường. X là trường âm nhấn. Cha, ma, nô là ba trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Quát là trường âm nhấn. Tháng, đoạn âm. Tí là đoạn âm ạ. Xin được học ạ. Ma nê wa ka ta manh nhàn tu ghi hi pa pa chi ta úp phô ma nê wa ti wa sa a su kích cha kích chê su su kích mích chi y ti pa la sa can ka po e cha ma no cha wa tha ti. Ma mê wa ka ta mạnh nha tu kích hi pap ba chi ta u phô ma mê wa ti wa sa a su kích cha kích chê su mích kích chi y ti pa la sa sang ka po y cha ma no cha wa tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạn tăng trưởng. Con xin được kệ ạ.
Mà nê wa ca ta manh nhan tu ghi hi pap ghi hi pap ba chi ta u po mà mê wa ti wa sa a su kích cha kích chê su ki mi chi i ti ba la sa sang ka po Echa mano jawatati mame waka tamanyantu kihi papa cita upo mame wati wasa asu kece kece sukismici iti pala sa sangkapo Echa mano jawatati. Dạ con xin, dạ con, có gì mong sư chỉ dạy cho con ạ. Dạ con xin chào cả nhà, con xin được xuống đất ạ. Dạ. Dạ sa thủ kinh cảm ơn sư pháp nguồn Lào Cai. Nam mô Bích Hà giá. Dạ, cảm ơn Thiện Hữu cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con kính bạch Ngài. Con thấy Ngài ra ông vào rất là nhiều lần rồi. Con cũng thỉnh Ngài cầm mic ra với Ngài bạch Ngài. Dạ, Ngài có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Con thấy Ngài ra vào nhiều lần quá. Thì giờ cũng là 5 giờ 56 phút rồi. Dạ, Ngài có nghe được âm thanh con không bạch Ngài? Ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Cảm ơn Văn Thanh, cảm ơn Hồng Mai. Dạ, con kính nhân bích đến Ngài. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không ạ? Ơi, sao thôi, lý do trục trặc kỹ thuật. Qua cao, mấy cây cao nó làm ảnh hưởng đến cái đường, tức là đứt cái dây. Vì đứt dây cho nên cái wifi coi như không sử dụng được. Và chúng tôi sử dụng một cái wifi hơi xa một tí. Nãy giờ té lên rớt xuống đứt cái dây điện thoại mất mạng, nhưng mà cũng còn hên, còn lóp ngóp bò vô được. Mong quý vị thông cảm ha. Rồi, nghe rõ quan hệ nãy giờ nghe bị đứt quãng hoài à. Rồi chạy vô chạy ra nấu. Tới bây giờ thì không biết hồi nào nó rớt nữa. Thôi thì được phút nào hay phút đó ha. Quý vị coi như bây giờ đi vào ý nghĩa từ vựng ha. Bởi vì đọc thì vị nào đọc cũng hay hết, mà đọc cũng biết đúng biết sai nữa thì coi như tuyệt vời rồi. Bắt lỗi bắt phải cái gì không biết nữa, bộ người ta khó chịu lắm hay sao, sống mà đi bới lông tìm vết người khác hay sao mà bảo hôm nay không bắt lỗi. Chà, không bắt lỗi mà cũng mừng ha. Vui ha, đâu có nghe được cái gì đâu, té lên rớt xuống lồm còn bò vô rồi còn bị sao còn chọc quê nữa, hôm nay không bắt lỗi chán thiệt. Rồi đúng rồi, có nghe được đâu mà bắt lỗi. Phải nghe được là ai chứ, Sĩ Khà phải bắt lỗi cho. Rồi bây giờ thời gian không còn bao nhiêu, quý vị quan hỷ ha. Ý nghĩa từ vựng chúng tôi đọc sai mà quý vị sửa sai, đó là một cái điều chúng tôi thấy quý vị rất tiến bộ.
Để từ từ chỉ cái chỗ đó. Này là khang tiếng ho chứ không phải bị mất dịch nha. Bà con đừng có ruông. Mắt mê quá cá tăng manh nhanh tu. Mắt mê quá cá tăng manh nhanh tu. Mắt mê quá cá tăng manh nhanh tu. Có ba từ ha. Trong ba từ này á, bây giờ chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của những từ này như thế nào. Mắt mê quá. Mắt mê quá do cái từ ma má cộng với ê quá. Ma ma cộng với ê quá nói giống như một cái thành ngữ, giống như một ngạn ngữ của Việt Nam. Thì ở đây mắt mê quá mong rằng hay là cũng vậy. Mong rằng hay là cũng vậy. Cá tăng thì biết rồi ha. Đã được làm, nó là một cái dạng quá khứ phân từ của cái động từ cá rô tí ha. Cá tăng đã được làm. Rồi, từ cuối cùng manh nhanh tú ở đây nó là một cái động từ số nhiều. Động từ này ý nghĩa là nên suy nghĩ. Mà động từ số nhiều thì cũng phải nói rằng nhiều người suy nghĩ chứ không phải một người ha. Nhiều người suy nghĩ. Rồi, câu số 2. Ghi hì ba chi ta u phô. Ghi hì búp ba chi ta u phô. Chúng tôi muốn nói lên cái chỗ này đọc sai, nhưng mà rồi quý vị là đọc chính xác. Hồi nãy chúng tôi đọc là ghi hì búp ba chi ta u phô, nhưng mà trong đạo tràng này đâu phải là coi như đọc sao là đọc theo vậy. Mà mình phải căn cứ ở trên này, mắt mờ tai điếc thì đọc ghi hi, là ghi hi. Còn mà nếu mà còn sáng suốt tỉnh táo thì đọc là ghi hi. Mà đa số chú thấy quý vị ở trong này đọc ghi hi nhiều hơn ha. Huynh Văn Nhật Hà nè, Sĩ Kệ Kim Nhung nè, thắc mắc cái chữ ghi hi hay là ghi hi, cái để đâu một bên. Cứ đọc đi. Rồi bây giờ cái phần tự vựng này quý vị mới thấy rằng nó không ghi hí là gì. Tại sao vậy? Bởi vì ghi hí do cái từ gì? Do cái từ gá há. Gá há là một danh từ nam tính. A karan ta pung linh gá. Mà gá há là nhà. Thì ở đây ghi hí nó là một danh tính từ. Mà người ở nhà thì người ta gọi là tại gia, hay là còn gọi là cư sĩ, hay là cư sĩ ở đây tức là người, những người học giỏi chuyên môn mà coi như có thi nghề thì người ta gọi là kỹ sư của tâm hồn á. Vì ai đẩy sĩ Quan Thanh ra ngoài chi vậy? Học mà còn ganh tị lẫn nhau hả? Học cùng nhau mà học chứ sao mà ghét Sĩ Quan Thanh, sao mà đẩy Sĩ Quan Thanh ra ngoài gì vậy? Làm Sĩ Quan Thanh nghĩa là cái phàn nàn kìa. Rồi trở lại chữ ghi hì. Đây là một danh tính từ nam tính ha. Đức làm chủ tịch Bà Tham Á Eo Quá Chánh Áo Vị Phát Tí. Ghi hì có nghĩa là cư sĩ hay là hàng tại gia. Bởi ở nhà cho nên gọi là tự gia, tại gia. Rồi, tại gia thì ai xuất gia? Bắp Bá Chí Tà. Bắp Bá Chí Tà. Chữ Bắp Bá Chí Tà đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính.
và đứng làm chủ từ số nhiều. Bà Tham Ma Bà Hu Quá Chánh Quỳ Pháp Tí Bapatita là hàng xuất gia, tức là những người đã đi tu á. Ghi thì là Bapatita là xuất gia. Rồi cái từ Upo, Upo do cái từ Upa, nhưng mà ở đây được chia theo chủ từ hả? Bởi vì nó theo cái chữ Gihi và Bapajita, thì ở đây có nghĩa là cả hai. Em chỉ là xuất gia tại gia ha, gọi là cả hai. Rồi câu số 3. Ma mê hòa tí quá xà á su. Ma mê hòa tí quá xà á su. Đi một nhóm từ ha. Ma mê hòa, ở đây ba từ nó dính liền bộ đó. Chữ ma ma là một nè, e quá là hai nè, Atiwasa là ba nè. Thì chữ Mama Ewa, Mama Đạo Thật Tràng Hoan Hỷ chờ trong giây lát, ngài lại rớt mít nữa rồi. Dạ, cảm ơn hôm nay cho Nhật Quỳnh được tín hiệu. Hôm nay thật là tội nghiệp ngài luôn. Ngài ra vô phải nói là mấy chục lần luôn, chứ không có phải là mấy lần. Mà ngài vẫn kiên trì để vào dài. Phải công nhận là ngài quá là kiên nhẫn. Nhập Nhật Quỳnh trốn mất tiêu luôn rồi. Dạ, nãy giờ là Nhật Quỳnh cứ gửi bài cho ngài liên tục luôn. Cứ hãy nhìn thấy ngài rớt mít là phải gửi bài sẵn để ngài vào có bài. Mà gửi liên tục luôn. Dạ. Thôi giờ chờ đợi ngài vào, giờ biết nói gì đây. Thôi Nhật Quỳnh đọc bài nha quý vị. Nhật Quỳnh chưa có đọc bài mà Nhật Quỳnh thấy ngài té hoài nên thỉnh ngài lo ngài giảng bài trước mà vẫn bị té thôi. Dạ, nhưng mà mạng là vất vả lắm. Ai mà vô Banh Thoát rồi biết cái khổ của Banh Thoát. Có hồi khóc luôn. Còn kia nhẫn thì bà giờ không phải tại ai đã Nhật Quỳnh thấy nó hoàn thành ai đã ra ngoài, không có đâu. Làm gì có chuyện ai đã ra ngoài, Minh Trang hoài lận gì con trắng này. Trời ơi, sao mà ai mà cứ đá con ra hoài không cho con vô, hay mà đá. Nhất là xài iPhone nha quý vị. Quý vị mà xài iPhone rồi, bởi vì quý vị mà. Thôi, không có được đâu. Ai mà trả tiền cho ngài, ai lo cho ngài hả ơi. Xài cái này mà có khi còn không có người mở room cho ngài nữa. Ngài đâu, ngài chỉ học thôi chứ còn ngài về. Máy vi tính ngài đâu có rành đâu, mà đâu có một người nào gọi là thường xuyên ngủ ngoài đâu, nên là không có được đâu, đừng có đổi nha. Ngài không có làm được đâu. Có cái room này ngài lấy chứ còn người nào là đóng tiền, người nào là bữa nay cái là nó hết hạn rồi, người này kia nọ không làm nổi đâu. Mà Nhật Quỳnh cũng không làm nổi luôn nha. Sinh sinh cũng té muốn chết luôn. Trời ơi, iPhone nha, mà vô Bình Thoát nó té. Chỉ cần mà có virus là nó té thôi, dần dần gọi là Nguyên Trang cái đấy. Ai mà đá con hoài, đổi hai ba máy luôn. Ngày đá hết á, tự nó đá mình á,
từ cái máy nó đá mình vô ngay đá. Dạ, phải chịu thôi. Giờ quên xài laptop nữa, nay hư mai hư hoài luôn á quý vị, bắt virus liên tục luôn mà. Mà nó còn muốn hư hồi nào nó hư à. Hồi nãy đó nhìn vào đâu gõ chữ Việt cái đâu. Dạ, phải ấy lại này kia nọ mới gõ chữ Việt được đó. Cái bệnh này nó là bệnh rồi. Mà giờ nãy ngày nói là do cái wifi ngày cái cao đó, nó nằm đứt cái wifi rồi. Dạ con thấy ngày trở lại đạo tràng rồi. Dạ con kính nhân mít đến ngày bạch ngày. Dạ con nói tào lao rồi. Con nhân mít đến ngày ạ. À. À, 23123, quý vị nghe rõ không? Rồi, sa thủ sinh hoạt ở trên mạng là như vậy đó. À, lên net thì mất, mà lên mạng thì mất mạng. Sư phụ đến với chúng ta ở đâu xa hết đó. Chính quý vị sinh hoạt ở đây là quý vị thấy lúc được lúc mất, khi mạnh khỏe lúc bệnh hoạn, lúc còn nói được mà khi mà lá làng lên cũng không ai nghe, khổ vậy. Rồi nghe rõ ha, sa thủ xin nhật quỳnh. Rồi thời gian cũng không còn bao nhiêu, cách nhanh rút lẻ ha, tới câu mấy rồi. Alo má mê quá rồi, má mê quá. Đi qua xa, má mèo quá, má mèo qua xa. Ở đây có ý nghĩa, có sự điều khiển, giờ đạo tràng có đồng ý không? Thính ngài vậy thôi luôn nha. Nhân quý vị còn có mười mấy phút nữa. Mà học cái gì Nhật Quỳnh cũng không có nghe được để gõ bài nữa quý vị. Dạ, nghe không có được lấy gì mà gõ bài đây. Gõ lên sai thì lại ăn cháo lương. Dạ, thôi bây giờ ai mà có bảo Nhật Quỳnh thỉnh ngài đi nghỉ. Và qua thứ năm đi, rồi mình học lại nha quý vị. Quý vị đồng ý không? Dạ, để rồi ngài nói dân sự dắt ra không? Rồi. Dạ, chứ giờ mà cứ như gì vài ngày còn đang, ngài còn đang lo thứ sáu này là lễ dân y rồi mà ngài chạy ra chạy vào như gì hoài thì thôi mệt quá, thôi đây Nhật Quỳnh đọc bài đi rồi ngài vào xin ngài nghỉ luôn. Nhà té hoài mệt lắm, phải nói vậy, té hoài là cứ chạy ra chạy vào, mặc dù mình không có chạy bằng cái chân thiệt á nhưng mà rất là mệt luôn, mệt lắm luôn. Dạ thầy Nhật Quỳnh xin trả bài nha. Ma mê quá cát tăng manh nhăn tước ghi. Vậy bây giờ phải sửa lại chữ ghi hi chứ không phải là ghi hí nữa rồi. Hồi nãy nghe quý vị nói là ngài đọc sai nên tự động sửa. Bây giờ phải là ghi hi thôi. Lỡ rồi, đọc ghi hi nhưng mà dẫn cái bót bài vậy nha quý vị. Ma mê cát tăng manh nhăn tước ghi hi. Bát ma chi ta u pho ma mê wa ti wa sa a su kit cha kit che su kit mi chi ti ba la sa san cap bo i cha ma no chap wat tha ti ma mê wa ca tăng man nhang tu ghi hi bát ma chi ta u pho
không sai rồi. Ma mẹ qua ca tăng man nhằn tu ghi hì ba chi ta u bồ u phồ ma mẹ qua ti qua xa a su kít cha kít chè su kít mi chi ti y ba ya sa san cap bồ y cha ma nơ chấp quá thật ti. Ma mẹ qua ca tăng man nhằn tu ghi hì ba chi ta u phồ ma mẹ qua ti qua xa a su kít cha kít chè su kít mi chi y tí ba la sa san cap bơ y cha ma nơ chấp quát thật tí. Ma mê qua ca tăng man nhằn tư ghi hì bạc ma chi ta u hồ ma mê qua tí qua sa a su kít cha kít chè su kít mi chi tí y ba. Thầy sai nữa. Ma mẹ qua ca tăng man nhằn tu ghi hi bát ba chi ta u phờ mặt mẹ qua ti qua sa a su kít cha kít chè su kít mi chi ti ba la sa san cap bơ ích cha ma nơ chấp quát thạch ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy dục và mạng tăng trưởng. Ghi hi á, ghi hi đó mà chứ không phải ghi hi Giang Nhật Hà hồi nãy ngày phân tích từ vựng là ghi hi á. Mà lúc nghe quý vị nói nên Nhật Quỳnh sửa mà nãy ngày lên nghe phân tích từ vựng là ghi hi. Nên Giang Nhật Hà có ghi lại được ghi hi nha. Ma mê qua ca tăng man nhằn tu ghi hì bạch ba chi ta u phờ ma mê qua ti qua sa a su kít cha kít chè su kít mi chi y ti ba la sa san cap bơ y cha ma nơ cha quát tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy dục và mạng tăng trưởng. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mà mẹ qua ca tăng mạnh nhà tu ghi hi bát ba chỉ tạo phô mà mẹ qua ti qua xa a su kít cha kít chê su kít mi chi ê trị ba la sa sẵn cặp bơ ê cha ma nơ cha quạt tha ti. Mà mẹ qua ca tăng mạnh anh tu ghi hi bát ba chỉ ta u phô mà mẹ qua ti qua xa a su kỳ cha kỳ chê su kỳ mi chi ê trị ba la sa san cấp bơ kỳ cha ma nơ cha quạt tha tiền. Người ngu tự ngã phô trương cướp công đồng đạo nêu gương mình làm ưa sai ưa lịnh rắp hang mạng cuồng tăng mặt thường ái tham lũ dòng. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhược Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Bây giờ có vị nào muốn lên sửa sai không thì đưa bàn tay lên đi. Rồi là như là Nhật Quỳnh làm thủ tục xong là Nhật Quỳnh đóng sum luôn. À còn vị nào muốn lên ôm lại không ạ? Bớt cho Ngài Giới Đức à? Rồi Nhật Quỳnh bớt Ngài Giới Đức ra chợ. Dạ, còn vị nào muốn lên sửa sai không? Nên sửa không? Lên đọc hai kệ gì tùy tại vì còn được 11 phút quý vị. Còn 11 phút nữa Nhật Quỳnh cũng phải sửa bài học đây. Tại vì ghi hi mà chưa ghi hi rồi mai mốt post lại là bị ăn cháo lương tiếp.
Dạ, mời hoàn thành nha. Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phước Hạnh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 74. Ma mê qua ca tăng mạnh nhằn tu ghi hì bắp bắp ba chít tà u phô ma mạnh quê ti hòa xà áp su kích trà kích chê su kích mi chê chi y tí bát bà lát sa sẵng cáp bồ ích trà mà nô cha quát tha tí. Con phân tích câu 1 và con phân xin phân tích cả bài luôn. Má là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cá là đoạn âm, ta là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, manh là trường âm nhấm, nhăn là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, ghi là đoạn âm, ghi là đoạn âm, hi là trường âm thông thường, bắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm. Chí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ú là đoạn âm, phô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, mê qua là hai trường âm thông thường, tí, quá là hai đoạn âm, xa là trường âm thông thường, áp là trường âm nhấn, xú là đoạn âm, kích là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, kích là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, xú, ký, xú là đoạn âm, kích là trường âm nhấn, mí chí là hai đoạn âm, ý tí là hai đoạn âm. Ba là trường âm thông thường, lát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xăng là trường âm nhấn, xăng trường âm nhấn, cáp là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, ích là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, ma nô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Hôm nay phân tích sao nó vẫn có cái bị sai ta. Ma mê qua ca tăng mạnh nhằn tu ghi hì bắp ba chít tà u phô ma mê qua a ti qua xà a su kích trà kích chê su ki mích su kít bích mi chì y tì bà lát sa sầm cáp bồ ích chà mà nô cha quát tha tị mà nê qua ca tăng mạnh nhà năn tu vi thì bám ba cha ti đà u phô mà mê qua ti qua sa an su kinh cha kinh cha chê theo con kể sai mất rồi, con xin sám hối, con kể lại. Mà mê qua ca tăng mạnh nhân tu ghi bám ba cha chín ta u phô mà mê qua tỷ quan sát su kinh cha kinh chè su kinh mi chỉ ti ba lạt xa xăng cả
tham bố kinh cha mà nô cha quát tha tin. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm phải trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đấy của bạn Dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con biết là con đọc sai và kể sai, con xin sám hối với sư và đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Nha, xà thú hoàn thành, đừng có lo. Không sai, không phải học trò. Ở đây thì Nhật Quỳnh chỉ nghe thôi. Quý vị cầm mic là Nhật Quỳnh hoan hỷ rồi. Nên là chỉ có ngày sửa thôi, chứ Nhật Quỳnh không có sửa đâu. Tại vì thật sự Nhật Quỳnh đọc cũng chưa có đúng lắm đâu. Nên là đọc Bali chỉ cần phân tâm chút xíu là sai thôi. Nên là thuộc rồi đó nha. Mà đọc vẫn sai, đừng có nói chị chưa thuộc. Nên không có lo gì hết. Dạ lâu lắm rồi cô Hai Ti, chị Hai Ti không có vào đào tràng nè. Bây giờ có thời gian nè, chị có muốn lên cầm mic không chị Hai Ti? Hai Ti hả? Dạ. Chị có muốn lên cầm mic không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, Nhật Quỳnh nhường mic cho. Còn được mấy phút này chị có thể lên ôn bài đi. Lâu lắm rồi không có nghe âm thanh của chị. Dạ kính mời chị nha. Dạ không sao, sao cũng được hết. Dạ nên cầm mic rồi đọc rồi là mình tập luôn cũng được. Dạ ở đầu tràng này không ai cười ai đâu, chị đừng có lo. Tại vì ai cũng là học trò mà, không ai cười ai hết. Chẳng qua người học trước người học sau thì sẽ biết thôi. Tại vì tiếng này là tiếng của Đức Phật mà, mình được học là mình rất là may mắn rồi. Còn mình không có được học thì mình sẽ không có may trong cái cuộc đời mình. Bản thân Nhật Quỳnh nghĩ vậy đó. Nhật Quỳnh nói là quý vị đừng có cười nha. Nhật Quỳnh dám hy sinh, không học tiếng Anh mà học Bali. Vì mà ai cũng cười Nhật Quỳnh. Vì mà Nhật Quỳnh mà dám không học tiếng Anh mà thi đậu. Thi đậu quốc tịch không? Đậu tuốt luôn đó quý vị. Đậu tuốt luôn. Nên là Nhật Quỳnh thiệt hướng ở nhà vậy cả. Nhật Quỳnh phim thì một phát hoặc là đậu liền luôn á. Nên là dám hy sinh không học tiếng Anh. Giờ nghĩ gì nè, nghĩ đơn giản thôi. Biết mình có sống để mà mình tới thời gian mình thi đậu quốc tịch không? Lỡ lúc đó mình chết rồi sao? Mình học qua ly quả hoàng. Đây Nhật Quỳnh có cái ấn tượng mà lúc mà Nhật Quỳnh mới biết đạo Nam Truyền, Nhật Quỳnh gặp cái vị sư đó. Vị sư đó nói Nhật Quỳnh có một câu mà Nhật Quỳnh dám hy sinh như vậy là sao? Là bây giờ cô học qua ly đi. Tiếng qua ly không phải một đời này đâu, đời quá khứ và đời tương lai. Nếu mà mai sau mà tới đời tương lai, cô chỉ cần nghe tiếng bút thô thôi là cô tự đi tìm đến Đức Phật, là cô sẽ được giải thoát. Nên chỉ có một lần đó trong đời Nhật Quỳnh, khi Nhật Quỳnh mới biết Phật giáo Nam Truyền, là Nhật Quỳnh như vậy. Nhật Quỳnh mạnh dạn học Bali, bởi cực khổ cỡ nào Nhật Quỳnh học lắm. Bây giờ quý vị mà vô đạo tràng của Ngài Trí Đức, nhưng cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là giờ có rất là nhiều chỗ để dạy Bali. Còn cái thời Nhật Quỳnh học năm 2009, 2008, 2007, trời ơi trời, học Bali là cả một vấn đề đó quý vị, không phải chuyện đơn giản đâu. Dạ, không phải chuyện đơn giản mà có người dạy cho mình đâu. Mà đi lang thang ở Việt Nam mà quý sư vị nào cũng bận lắm, đâu có vị nào dạy cho mình đâu. Đọc tiếng Việt không à?